Nhìn mẹ hát nè. Con cò bé bé Giờ đang học hay là đang vào hát? cánh cây. Giờ đang học hay là đang hát? Đang hát. Nào hát đi. Con cò bé bé. Hát bây giờ khán giả chứ. Khán giả. Khán giả. Chào khán giả đi anh hai, anh ba. Con chào khán giả. Rồi. Khán giả đang to. Khán giả. Khán giả đang vẽ. Rồi. Con ơi anh ba vẽ gì đây? Anh ba vẽ đẹp quá. Con vẽ nè. Con đâu, vẽ lông mây nè. Đâu vẽ rồi. Nhưng mà con vẽ con vẽ lông mây nè. Sóc nâu cũng vẽ đúng không? Rồi sóc nâu hát bài gì? Con cò bé bé. Bắt đầu. Hát đi. Nhớ rồi. Mẹ làm cho. Nè. Cái tóc nè. Xong rồi cái gì nữa mẹ? Tóc rồi tới cái tay. Cái tay. Cái. Tay xong rồi giờ tới gì nữa? Nước. Nước rồi. Giờ tới gì nữa? Tay xong tới cái chân. Trời ơi vẽ biết cái chân ngồi.